Nam Anh lên tiếng cực căng giữa lúc em gái mất tích, nói rõ về con người thật của em rể tương lai. Mới đây, mạng xã hội dậy sóng trước thông tin nam em mất tích. Theo đó, chồng sắp cưới của người đẹp bất ngờ đăng tải bài viết với nội dung tìm tung tích bạn gái. Nhờ cộng đồng mạng ai nhìn thấy cô ở đâu thì liên hệ với anh. Việc người thân không tìm được nam em giữa tâm bão dư luận sau khi công khai chồng sắp cưới đã khiến netizen không khỏi hoang mang. Cụ thể, chồng sắp cưới của nam em đã chia sẻ lên trang cá nhân tấm ảnh người đẹp đang khóc kèm chia sẻ: "Ai biết nam em ở đâu, báo giúp tôi. Trong cuộc sống, mọi người không trong cuộc, đừng áp đặt sự việc quá mức. Nguyễn Lệ nam em ở đâu, liên hệ với anh, nha em." Điều này khiến fan không khỏi lo lắng và mong mỏi nam em sẽ sớm được người thân tìm thấy với tình trạng ổn định hơn. Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về tình hình của nam em, nhưng Nam Anh, chị gái sinh đôi của cô đã gây chú ý khi lên tiếng với bài đăng dài trên mạng xã hội. Anh Cường và nam em khi đã quyết định nhận lời chia sẻ câu chuyện của họ, chắc chắn họ phải có trách nhiệm chứ không phải cố tình vạch áo cho người xem lưng. Truyền thông thì mông lung nên thành ra đôi khi không biết là ai đang nói. Riêng tôi là người trong gia đình, là khán giả, tôi thấy câu chuyện của họ rất truyền cảm hứng. Tôi không quan tâm quá khứ anh Cường là ai. Tôi chỉ nhìn vào hiện tại và biết ơn người cứu em tôi chính là ông ấy. Người mà cứu nam em những lúc mà chỉ có chúng tôi biết chính là ông ấy. Nam em vật lộn trong chính sự mệt mỏi của mình bởi những tâm lý tổn thương từ rất nhiều thứ. Chính là ông Cường cứu em tôi, Nam Anh viết. Những chia sẻ của Nam Anh đã khiến nhiều người xúc động và càng mong mỏi sớm có được thông tin về tình hình hiện tại của nam em. Giữa tháng 11, nam em bất ngờ tuyên bố chuẩn bị kết hôn cùng một người đàn ông bí ẩn. Sau đó, người đẹp quyết định công khai danh tính cũng như chân dung của ông xã tương lai. Netizen gửi nhiều lời chúc phúc tới nam em và hy vọng đây sẽ là bến đỗ bình yên cho người đẹp sau nhiều sóng gió. Tuy nhiên, sau đó ít lâu, netizen lại bất ngờ đào bới quá khứ của ông xã tương lai nam em. Đáng chú ý là chồng sắp cưới của nam em liên tiếp bị bóc phốt về việc từng có hai đời vợ nợ nần. Không ít khán giả bày tỏ sự lo lắng cho tương lai của nam em và khuyên cô nên suy nghĩ lại. Trước những điều này, nam em bày tỏ sự bức xúc và liên tục có những bài đăng gay gắt trên trang cá nhân, thậm chí nhắc về cái chết. Nhiều người cho rằng có lẽ trạng thái tinh thần của người đẹp hiện đang không ổn định. Bên cạnh những lo lắng cho nam em, netizen cũng bày tỏ sự hoài nghi cho đám cưới trong tương lai. Nhiều người lo ngại rằng vì có quá nhiều ồn ào xoay quanh nên không rõ liệu đám cưới này có thể tiến hành hay không. Nam Anh, nam em là cặp đôi song sinh nổi tiếng của showbiz Việt. Dù giống hệt nhau về ngoại hình nhưng suy nghĩ cách sống của hai chị em lại có nhiều khác biệt. Do bố mẹ chia tay nên từ nhỏ Nam Anh và nam em đã sống xa nhau, giữa họ từng có khoảng cách lớn. Ngoài ra, xu hướng tình cảm khác nhau cũng là nguyên nhân khiến cặp chị em song sinh khó tìm được tiếng nói chung. Nhưng sau cùng, tình cảm ruột thịt đã đưa Nam Anh và nam em xích lại gần nhau. Họ dần xuất hiện chung trong một số hoạt động giải trí. Gần đây, cặp đôi song sinh gây chú ý khi tham gia hai cuộc thi hoa hậu được tổ chức cùng một thời điểm. Mặc dù được đánh giá cao về nhan sắc, nhưng những ồn ào tình cảm lại là điều khiến công chúng nhớ nhất trong sự nghiệp của họ.